Việt vương nào đứng lên cùng nhau đứng, đồng lòng thương tổ quốc của cha trời, tay nắm tay ta xây dựng ngày mai, trong thương yêu cùng nhau ta chung sống, thuần thái hòa trên khắp hẻo năm châu. Rồi, chương trình tiếng Việt bắt đầu. Bây giờ đó, chương trình tiếng Việt bữa nay là quan trọng lắm. Chương trình chúng ta lúc nào cũng quan trọng mà. Và chương trình hôm nay thì quan trọng lắm và cũng có phần rất là vui. Hôm nay chú Giống sẽ đóng thêm một cái vai lương y để trị bệnh khùng nữa. Ok. Ổng rài ở Việt Nam kêu bằng cả tháng này cái cơn sốc khùng quá. Khùng nặng lắm. Cơn sốc mà Minh Tuệ, cậu em Minh Tuệ. Ổng rài là cái tức là xuất hiện rồi nhiều cái bệnh khùng xuất hiện ở tại Việt Nam rồi nó lan tới nhiều nơi quá đi cầu luôn nữa. Thì đó bắt đầu vừa xảy ra là Hội đồng Cứu Việt Nam và Nhân loại là có cảnh báo, cảnh cáo và có hướng dẫn tường tận lý do tại sao cái căn bệnh khùng cái bằng xuất hiện. Khùng khùng thiệt đó, mà khùng này khùng vui à, khùng mà khùng vui, khùng thiệt à. Bữa nay là chú Giống sẽ đóng những cái vai lương y bất đắc dĩ trị những căn bệnh khùng. Có liên hệ đến tôn giáo. Chương trình bữa nay vui à. Thì bây giờ để chú Giống đổi cái này. Bên Facebook á, mình làm livestream ở trên Đại hội Long Hoa. Cái số người để coi kết bạn bên Đại hội Long Hoa thì ít. Bây giờ mình sẽ chuyển Đại hội Long Hoa qua bên Vương Đạo Đại Việt nha. Ok. Rồi, cho chú Giống vài phút nè. Bây giờ mấy quý vị ở bên Đại hội Long Hoa chuẩn bị qua bên Facebook Vương Đạo Đại Việt nha. Ok. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo chương trình của chúng ta. Ok. Còn ở bên YouTube thì vẫn bình thường. Và chương trình chúng ta hiện tại bây giờ có số người theo dõi đông lắm, chứ không phải chỉ có mấy chục người đâu. Tụi nó xin phép kéo 4 hàng số xuống. Cách đây năm mấy 2 năm là chương trình livestream là có trên dưới 50.000 người theo dõi trực tiếp. Mà bây giờ thì tụi Thế Lực Ngầm nó xin phép nó kéo 4 hàng số xuống. Lý do tại sao thì chú Giống nó nói rồi. Ok. Rồi bây giờ thì mình chuyển qua bên bây giờ mình phải tắt bên Đại hội hôm qua, bây giờ rồi sau đó rồi qua bên Vương Đạo Đại Việt, rồi mấy em và đồng bào vào Vương Đạo Đại Việt theo dõi trên Facebook nha. Còn ở bên YouTube thì vẫn bình thường. Ok. Rồi. Rồi. Bữa nay là cảm ơn những người chiến sĩ đã hy sinh đệ nhị thế chiến đó, nghe không? Để bài nhạc này nghe đi. Cảm ơn tất cả quý anh hùng chiến sĩ linh thiêng. Ok. Ok.
Rồi đúng lúc chú Dũng sẽ đổi qua cái bên Vương Đại Đại Việt nha.
là cảm ơn tất cả quý anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho nhân loại sống thêm đầy ý nghĩa. Và bữa nay cũng là kỷ niệm cảm ơn tưởng nhớ đến tất cả những anh hùng chiến sĩ linh thiêng, chiến sĩ trận vong á, khắp nơi trên quả địa cầu. Mỹ Ngài đã hiện ra và Mỹ Ngài đang làm việc lãnh đạo trong cái ban lãnh đạo Hội đồng Cứu Việt Nam và Nhân loại. Trước mặt chúng ta là hình màu gốc và hình trắng đen. Và cái vị mà chiến sĩ mà hy sinh tuyệt vời mà nhiều nhất á, Ngài chính là Thượng Đế Toàn Năng. Ngài cũng có trong cái hình ảnh này. Đồng bào nếu mà nhìn kỹ bằng cặp mắt tâm linh á, sẽ thấy cái hình ảnh Cha Trời Giêsu trên thập tự giá. Đây nè, Ngài bị treo trên thập tự giá vì tội lỗi nhân loại chúng ta. Và trong đây cái hình ảnh là khuôn mặt anh hùng chiến sĩ linh thiêng do chính Ngài vẽ trên mây đó. Ngài ra lệnh cho thần mây, thần gió vẽ trên mây á, hiện ra nha. Ok. Đề tài ngày hôm nay thì chương trình chúng ta là phép lạ phước lành, Giêsu Maria Giuse, Di Lạc Phật Vương dạy đạo giải thoát. Thì bữa nay là ở Việt Nam, ngày 7 hả? Việt Nam ngày mấy rồi? Đúng rồi, Việt Nam là qua ngày 7 rồi. Ngày 7 chứ. Việt Nam bây giờ ở Việt Nam đúng rồi. 12 tiếng đúng rồi, bữa nay Việt Nam giờ này là khoảng 2 giờ mấy ha? 2 giờ mấy trưa. Ngày 7 ha. Ngày 7 tháng 6 hả? Hai giờ mấy trưa. Đâu, đúng rồi. 2 giờ mấy trưa Việt Nam. Ủa Việt Nam bây giờ bước ngày 7 rồi hả ta? Lẽ vậy. Cuộc đời chú giống mà. Khi mà chúng ta làm việc mà đồng hành và liên hệ cùng càng khôn rồi đó. Có những lúc chúng ta không gian, không thời gian nữa. Tại vì nó liên hệ nhau hết á. Nhưng mà thời dung biểu con người chúng ta cần phải nhớ là ngày nào, tháng mấy năm nào nữa nha, ngày giờ nữa. Tại vì cái thời dung biểu của con người nó có giới hạn lắm. Nghe không? Nếu mà con người chúng ta mà không có thời dung biểu, không có giới hạn đó, là con người chúng ta bừa bãi lắm. Tức là tại vì con người chúng ta là phải nói là vì cái lòng tham không đáy, thành ra nó sinh ra nhiều cái sự việc kêu bằng không có tự trọng, rồi không có trách nhiệm đó, thành ra bắt buộc Thượng Đế phải sắp cái thời dung biểu, cái thời giờ, nghe không đó. Có giới hạn chứ không mấy là con người chúng ta phá banh hết, tại vì tham lam đó, rồi không có tự trọng, không có trách nhiệm. Nguy hiểm lắm. Để coi. Để gọi. Để coi đứa nào đây. Để gọi đứa này coi. Mấy đứa em này coi. Bữa nay là ở Việt Nam là ngày mấy tây rồi? Ngày 7 phải không? Dạ 7 tây chú. Đúng rồi, 7 tây ở Việt Nam giờ này là 2 giờ 22 phút trưa đúng không? 2 giờ 17 phút chú. Ủa sao bên đây là à 17, ủa cái máy. Cái này ok, desktop này nó cũng mười mấy năm rồi, nên nó chậm đi hết, nó đi lại 5 phút. Đúng rồi. 2 giờ 17 phút trưa. Ok, ngày 7. Ok rồi. Rồi. Chương trình bữa nay coi ở Việt Nam có đứa nào lên chương trình không thì cầu nguyện với Chúa đi, Chúa cho lên thì lên nha. Rồi, ok rồi. Ok. Việt Nam thì bây giờ là ngày 7 rồi đó. Ừ. Ok. Ừ.
để coi đây. Ừ. Ê, tình hình thế giới thì bây giờ theo cái thời dũng biểu của mấy cái đứa mà bon chen chụp giật bóc phốt á, thì tụi đã chú giống nó nói lâu, nó nói nhiều năm rồi, cái hợp đồng tụi nó ký thì tụi nó đã ký rồi, thì tụi nó kêu bằng bám theo để mà tuân theo cái hợp đồng mà tham lam đó. Thành ra tụi nó cũng vẫn tiếp tục bằng xua đẩy thanh niên vào chỗ chết, còn xua đẩy con cái người dân đi làm đóng thế muốn học gạch luôn, rồi con cái thì bị cái tụi mà lãnh đạo nó đưa ra chỗ chết, thì thời nào cũng vậy, đa số là như vậy. Bởi vậy mấy cái đứa mà đóng vai ác đó thì tương lai tụi nó mà có bị nhốt qua ngục thì cũng đáng tội tụi nó thôi, chứ bây giờ mà mình nói đi nói lại mà tụi nó không nghe thì ráng nó chịu thôi, chứ mình cũng không có làm được gì hơn đâu. Phải chờ cho tụi nó, khi mà tụi nó bị phạt á thì tụi nó mới sợ. Mà nói thí dụ điển hình đi, thí dụ hiện tại bây giờ nè, cái thằng Putin với cái thằng Zelensky, hai thằng tổng thống đó, thằng Nga với thằng Ukraine đó. Thật sự ra thì nó đang đẩy đưa thanh niên ra mặt trận, đàn ông ra mặt trận chết nhiều lắm. Thằng Nga là như bằng thanh niên mà vừa chết vừa bị thương là cũng là trên dưới 400.000 người. Còn thằng Ukraine cũng vậy, trên dưới cũng 300.000 người. Rồi dân chúng thì chết biết bao nhiêu, nhà cửa thì tanh bành hết, rồi là gạo này kia đồ, lúa mì đó, cái thì nó phải bị hư hại quá nhiều luôn. Bởi vậy tụi nó mấy thằng cầm đầu đó, tội lỗi ngập đầu. Rồi mấy cái đứa mà đóng vai mà dàn dựng chiến tranh đó, tụi giàu có mà thế và bọn thế lực ngầm đó, thì tội lỗi của nó nặng lắm. Thì không biết chừng nào tụi nó mới sám hối để mà tụi nó lập công chuộc tội. Thấy là khổ đến nơi đó, tức là tụi nó đó. Thấy là cái quả ngục là sẽ giam tụi nó tính ra là chắc hàng triệu năm chứ không có hàng hàng ngàn năm đâu. Nếu mà tụi nó vẫn tiếp tục không có sám hối, lập công chuộc tội. Và những cái người mà chết kêu bằng oan uổng như vậy đó, thì đương nhiên linh hồn họ và xác quyến của họ sẽ được Thượng Đế thương xót, cứu vớt, đem về chỗ nghỉ ngơi. Còn những cái người mà không nằm trong những cái vị thế là bị lùa đi ra tuyến đầu chết á, mà sống ở địa phương khắp nơi quả địa cầu, có theo dõi chương trình mà chưa chấp hành một cách chân tình á, thì những thành phần đó thì không biết là Thượng Đế sẽ chấm điểm như thế nào. Tiếp tục như thế thì tương lai thì chắc chắn sẽ bị rớt, tức là không có được đủ điểm để mà sống thiên đàng tại thế. Tức là sau sau khi chết có thể sẽ sống ở những cái nơi khác, nó không có được
ngon lành như ở quả địa cầu khi mà Thượng Đế trở lại quả địa cầu. Hoặc là những cái người đó sẽ được biến dạng, hồn vía và xác vía biến dạng thành những cái sinh vật cũng có sự sống nhưng mà không được làm kiếp con người, sống cùng thế giới thiên loại, tức là biết chương trình mà không có chấp hành thì đương nhiên là không lên lớp được đâu. Thì đó là cái chuyện mà nhân loại cần được biết, nói chung là người Việt Nam chúng ta cần được biết nói riêng. Cái này vài ngày thì chú Giống được biết là có những điềm báo là đồng bào ở hải ngoại đó lo cơm nước này kia rồi nhắc nhở Thánh Giống dùng cơm đi, rồi ra phi trường để mà về Việt Nam để mà làm việc. Thì đó là một cái điểm vui, cái điểm rất rất là tốt. Thì đó, chứ không lâu nữa thì cha trời sẽ sắp xếp làm sao mình đâu có biết, việc của cha trời Thượng Đế toàn năng, ngài sẽ sắp xếp khiến đồng bào sắp xếp làm sao, rồi khiến mấy em cộng sản này kia rồi tụi nó phải giải quyết đó, chứ mấy là tụi nó bị đòn đó, bị thượng đế đập là chạm khỏi đâu, bị Thượng Đế đập, bị người dân đập, bị quý thần thiên nhiên đập thì mẹ nó không đứa nào giải thoát đâu. Để coi tụi nó sắp xếp làm sao, tụi nó phải nghe lời thôi. Từ đó thấy đồng bào có những người mà quen, những người thân quen đàng hoàng đó, họ nói người lớn cũng có mà tức là mấy người lớn đó họ nhắc với nhau, nói kêu Thánh Giống vô ăn cơm, dùng cơm đi rồi ra phi trường để mà về Việt Nam nữa đó, mà mấy người vui vẻ lắm. Rồi một chuyện nữa, cái Dinh Độc Lập hiện bây giờ ở Sài Gòn đó, trong tương lai là sẽ là cái nơi để mà chú Giống quyết định là sẽ dùng nơi đó để mà làm việc, để mà đón, để mà tiếp khách này kia rồi mấy đứa lãnh đạo các quốc gia rồi các cái nó đến, chứ không có dùng chỗ đền thờ Hùng Vương nữa. Cái đó là mấy năm trước đã quyết định như vậy nhưng mà tụi nó không chấp hành thì bây giờ không có dùng đến. Tụi nó làm thì tụi nó làm đi. Nhưng mà cái Dinh Độc Lập đó sẽ dùng là cái nơi để mà làm việc, để mà tiếp mấy em mà lãnh đạo thế giới tụi nó đến. Thì đó, chuyện là như vậy. Thì những cái hợp đồng mà tụi nó buôn bán nước Việt Nam đó sẽ dẹp. Rồi mấy đứa em mà con cháu của mấy đứa mà đã ký hợp đồng mà bán nước Việt Nam đó, thì tụi bay với cái Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại bây giờ, ngày nào tụi bay còn nắm giữ quyền chức bây giờ đó thì tụi bay phải dàn xếp với thằng Trung Cộng trả tiền lại cho tụi nó. Còn tụi bay mà không giải quyết với nhau được đó là tụi bay sẽ bị nhốt chung với nhau ở chín tầng quan ngục. Tao nói trước, chín tầng quan ngục á. Quỷ mà nó đốt tụi bay ở dưới đó. Rồi xuống dưới mà gặp Hồ Chí Minh này kia rồi cái tụi nó đầy đủ bị nhốt ở dưới hết. Rồi gặp cái đám Mao Si Thông này kia đồ cái gì đó, cái thằng gì đó, mấy cái thằng lãnh đạo của Tàu Cộng
Chu Ân Lai này kia rồi Mao Chi Thông này kia rồi các cái, rồi mấy cái thằng lãnh đạo Tàu Cộng nó chết, nó bị nhốt ở dưới đó. Rồi gặp mấy cái thằng lãnh đạo Nga Cộng rồi, rồi tụi nó bị nhốt dưới hết. Rồi gặp mấy cái thằng mấy cái thằng mà thế lực ngầm á, nó dàn dựng chiến tranh á, nó bị nhốt ở dưới quả ngục á, thì cũng như mấy cái thằng mà tu hành giả dối bị nhốt dưới hết á, thì xuống dưới mà ở dưới mà buôn bán với nhau ở dưới, bắn lửa ở dưới quả ngục á, mặc sức mà bán rồi quýnh đập nhau ở dưới. Tức là bây giờ tụi bay cái đám thằng Tập Cận Bình với đám Việt Cộng, tụi bay có theo dõi chương trình, tụi bay đang theo dõi chương trình, thì tụi bay phải giải quyết với nhau, chứ không phải là tụi bay và con cháu tụi bay sẽ bị vạ lây luôn nữa. Cái này là Di Lặc Phật Vương thương tụi bay, ta nói cho tụi bay biết đó, thì chuyện rõ ràng như vậy. Thì đó là những cái điểm tốt cha trời cho thấy như vậy. Bữa nay là tháng 6 rồi, thì trong năm nay thì chú giống Di Lặc Phật Vương phải về nước Việt để mà bắt đầu đóng cái vai mà lãnh đạo thế giới đó, trước khi tận thế. Thì các em nhân loại, đứa nào mà bướng bỉnh mà không nghe lời đó, mà còn ngăn cản nữa thì các em sẽ bị xử trước, thì ráng chịu. Nói trước đó nha, chú giống thường chú giống nói trước á. Tình hình thì quý thần thiên nhiên á, làm việc phải nói là quá rộn ràng. Ở tại Mỹ nè, ở tại tiểu bang mà chú giống đang ở nè, trong vòng mấy ngày vừa qua nè, là có mấy cơn động đất nhẹ thôi, cảnh cáo. Sự thật nếu mà chú giống mà không có ở đây thì hổng rày chắc là bị động đất mạnh lắm á, mới giỡn đâu. Và sắp tới thì một trong hai tổng thống Mỹ mà tụi nó đang tranh cử với nhau đó, thế nào cũng có đứa ra đi. Cái điểm mà cha trời cho thấy rõ vậy đó. Bởi vì tụi nó là một trong những đứa mà bướng bỉnh không nghe lời Thượng Đế dạy bảo đó, thì cái chuyện nó sẽ xảy ra đến cái thời dụng biểu mà Thượng Đế ra tay, thì là phải mất hơi thở thôi. Bởi vì ngày nào cũng vậy mà, mỗi người chúng ta Thượng Đế cho tới 10.000 lít không khí để thở, mà chúng ta hầu hết chưa có để ý cái giá trị của sự sống mà Thượng Đế ban cho mình. Thì đó, thì cái chuyện đó lần lượt nó xảy ra, sẽ xảy ra như thế. Và chú giống hy vọng là cha trời sắp xếp làm sao đó mình về nước Việt trước khi những biến lớn biến thiên
kinh hoàng xảy ra, thì dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng sẽ giảm thiệt hại nặng nề. Chứ khi mà những biến lớn kinh hoàng xảy ra đó, lúc đó mà chú giống không có mặt Việt Nam á, thì quý thần thiên nhiên kêu bằng đi qua đi lại đó, quý, cái lối làm việc của quý ngài mà là kể như sẽ bị thiệt hại nặng nề lắm, thì ráng chịu đó. Đó là chưa kể những cái người mà đã bị lường gạt, nó gạt gẫm, nó lụi 2-3 mũi, 4-5 mũi vô người. Thì bây giờ trong người đó, bao nhiêu chất độc nó nằm trong người, bệnh đủ thứ bệnh hết, chết sớm nhiều lắm. Bây giờ ung thư quá nhiều, rồi bao nhiêu cái chất nhôm nhuyễn đó, nó chích vô người. Và cái frequency á, bây giờ là 5G, xe tương lai ở ngoài á, 5G. Mà bây giờ đó, tụi nó đã chuẩn bị tới 60G trong những ngày tháng năm sắp tới nè. Mà hiện tại bây giờ thì tụi nó cũng có chuẩn bị tới 20G rồi, nó có sẵn rồi đó. Mà nó đẩy lên 20G thì cái frequency, cái luồng điện á, nó trùm cái quả địa cầu. Một cái là những người nào mà có những chất nhôm nhuyễn nó chích trong người á, lúc đó là nó cháy từ cái động mạch trong người á, từng tế bào nó cháy trong đó. Nếu mà nó chích nhôm nhuyễn vô người vì thế tương lai đó, mình nói ra thì rất là đau buồn. Cái số người chết đó hằng hà sa số, nếu mà sự việc mà nó, tụi nó mà kêu bằng tiếp tục kêu bằng thành đạt với những cái dự án mà tụi nó đã đề ra, thì cái đó làm sao để mà tránh được. Có những cách mà có thể tránh được, đó là chúng ta cần phải thanh lọc bản thể kể từ bây giờ. Và chú Giống đã hướng dẫn tường tận cách thanh lọc bản thể, tẩy rửa, tống những chất độc ra khỏi con người của mình bằng cách là cầu nguyện và uống nước ấm, nghe không? Rồi chanh này kia đồ, hay là có những là ăn nhiều rau hoa quả rồi các cái. Mà cái quan trọng á là phải cầu nguyện xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu thanh lọc bản thể của mình, bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Ngài có quyền, Ngài có quyền năng để làm chuyện đó. Thì đó là cái việc mà nhân loại cần phải làm, chứ đừng có bướng bỉnh nữa. Ok, copy hình ảnh của Ngài rồi cầu nguyện với Ngài thường xuyên, trước khi ăn, trước khi uống, mỗi lần ăn được, mỗi lần uống cái gì đó cầu nguyện với Ngài. Nhớ đeo hình ảnh của Ngài, nghe không? Cầu nguyện với Ngài khi mà chúng ta có thời giờ, chúng ta có thể cầu nguyện với Ngài bất cứ ở đâu, mọi nơi, mọi lúc. Mình dùng cái thân thể, bản thể của mình á, cái lòng thống hối thật sự của mình là cái đền thờ để tôn thờ Thượng Đế, chứ không phải là cái chùa, chứ không phải là cái nhà thờ. Đó là những nơi mà tu dở nhất á. Thờ nào cũng vậy, tu tại gia. Tại gia là đứng hàng thứ nhì. Tu mà tốt nhất á là dùng cái bản thể của mình, cái bản thể thống hối,
không? Thống hối, sám hối thật lòng. Mình tâm sự với cha trời, thượng đế, toàn năng mọi nơi mọi lúc. Đó là cái cách tu mà tốt nhất. Tốt hơn là tu tại gia nữa. Những ai đã có kinh nghiệm thì biết, chú giống nó hướng dẫn rất là tường tận. Còn tu ở nhà thờ, chùa chiền là mà tu đàng hoàng đó, là nó cũng nó thuộc về nằm hàng thứ ba rồi. Tu ở nhà thờ, chùa chiền là đa số là thuộc loại tu 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 lười đó, nghe không? Chứ không phải hay ho gì đâu. Đừng có dảnh cái mặt mình lên tưởng là những người tu tại gia là thấp kém hơn mình, hay là những người tu mà ta dùng cái bản thể sám hối thanh sạch đó, nghe không? Người ta tu ở mọi nơi mọi lúc á, người ta dùng cái bản thể sám hối thật sự của mình á để làm cái bàn thờ, để tôn thờ đứng toàn năng á. Đó là tu, loại tu tốt nhất, nghe chưa? Cho mấy em mà tu ở nhà thờ, chùa chiền am tự, các em đừng có nghĩ là các em tu vậy là bảnh, là ngon, là chảnh, rồi các em giỡn cái mặt các em lên, rồi các em để cho bá tánh mỗi lần gặp các em mà khúng núm là bái lại này kia rồi cái. Mà trong cái đó là các em tu nữa, tu không đến đâu đâu. Hầu hết các em là tu xạo, tu lười biếng, với tu lùi lại. Mà lấy vụ điển hình đấy nè, trong vòng tháng vừa qua đó, cậu em Minh Tuệ đó, chú giống nó nói từ lúc đầu vừa ra là chú giống ngồi, chú giống cầu nguyện là chú giống nhận diện là biết liền là em nó tu lùi, tu ngu, là tu lười biếng, tu thất tình đó, bâng quơ cuộc đời, thấy chán cuộc đời, mẹ chán quá, thất tình cuộc đời luôn. Đi bộ đời tao không lười biếng, tao không làm việc luôn, tao xin cơm tao ăn cho khỏe. Rồi nói là tu hạnh đầu đà, đầu điếc rồi cái. Tu lười, không có gì hết. Nhưng mà nó đỡ hơn mấy cái thằng trụ trì ở các chùa. Cái đó là phải xác nhận, thừa nhận. Đỡ hơn mấy thằng kia. Tại mấy thằng kia là thuộc gì? Quỷ dâm tặc rồi. Mấy thằng trụ trì ở các chùa đó. Là tụi nó là quỷ dâm tặc nhập tụi nó. Sư cô, sư thầy, các chùa chiền am tự. Là quỷ dâm tặc, quỷ tham lam nó nhập vô. Toàn thời gian hoặc là bán thời gian. Thì em Minh Tuệ thì nó hơn cái đám đó, phải không? Nhưng mà so với những cái thành phần mà tu hành đó, đến nơi đến chốn mà tu hành đàng hoàng đó, thì cái lối tu Minh Tuệ là cái tối lối tu lùi, tu ngu, tu lười biếng đó, tu ngu mà tu lùi nữa. Lý do tại sao? Tại sao? Tại vì cái bài học của thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thượng đế đã ban cho và dạy dỗ cho Phật Thích Ca để được giải thoát á, là phải tu bát chánh đạo. Trước tiên là phải tìm biết thượng đế, ước ao được biết thượng đế là ai. Thiên thượng đó, thiên thượng, thiên thượng. Vậy mà đồng bào bây giờ để ý nghe mấy em thị chùa đó, nó đề cập đến hai cái chữ thiên thượng không? Nó không bao giờ đề cập tới. Tại vì tụi nó đâu có tu đâu. Nó đâu có tu theo những gì mà Phật đã đắc đạo và đã hướng dẫn trước khi chết, là phải tìm kiếm thiên thượng trước, phải tôn thờ thiên thượng trước. Mấy em tu sau này, mấy ngàn năm nay, đồng bào có nghe cái đứa nào nói là đi tu mà nó tôn thờ, nó đi tìm thiên thượng không? Không có. Chẳng những vậy mà nó còn chiếm danh thiên thượng nữa. Nó không dám xưng nó là thiên thượng, tại vì nó không phải là thiên thượng là thượng đế đó. Nhưng mà nó xưng nào là hòa thượng, nào là đại đức, nào là thượng tọa. Thì đó là những thằng quỷ dâm tặc, những con quỷ dâm tặc nó nhập vô. Thấy không? Tức là nó hiếp dâm ngôn ngữ. Nó không dám đụng tới thiên thượng nha. Tại thiên thượng là thượng đế, đứng mà Phật Thích Ca tôn thờ thiên thượng. Nhưng mà nó phủ nhận thiên thượng, nó không nhắc nhở đến thiên thượng.
mà nó gắn cho nó nào là đại đức, nào là hòa thượng, nào là thượng tọa. Thì đó là những cái danh xưng của những thằng em ở bên Tàu á, những thằng đầu trộm đuôi cướp, đâm cha chém chú hãm chị dâu, ăn nhậu thì mẹ dân dân mà dân dân chơi đó, dân chơi kêu bằng cò ba cẳng đó, mẹ chơi chơi chạy á, dân dân chịu chơi mà chơi chạy á, chứ không phải là mẹ, không phải là chơi dân chơi mà phải có chơi, mà có chơi có sức chịu liệu sức mà chơi. À, dân Việt Nam thì có những câu nó rất là đắc ý, mà dân chơi phải không, dân chơi là phải chơi, chơi thì chơi nhưng mà phải liệu sức mà chơi, phải không? À, có chơi có chịu liệu sức mà chơi. Còn mấy thằng em Tàu cộng là dân mẹ dân trật búa đó, phải không? Dữ dằn lắm, tham lam lắm. Thì khi mà nó gây nhiều tội ác quá rồi bắt đầu nó giả dạng ăn mày này kia đồ, phải không? Rồi xin cơm đó, rồi ở dơ nữa cái rồi người ta nhìn vô nó, ồ này nó khùng. Ôi, ở đâu để ý được chi? Đâu tức là cải diện để trốn kêu bằng dân chúng trốn chính quyền tại nó gây tội ác, nó thẳng là như vậy. Mà từ bên Ấn Độ cũng vậy đó, Hạnh Đầu Đà là vậy đó. Phật Thích Ca là đi qua con đường đó rồi, Phật Thích Ca đi qua con đường đó là đường tầm 7, con đường đó tức là một con đường mà đã đi qua đã biết là nó không có thành đạt cái gì hết. Mà học được bài học cái gì? Bài học gì? Bài học là chúng ta không có gì cả. Chúng ta là những thành phần ăn xin. Ăn xin ai? Ăn xin hả? Thiên hạ. Bài học đó để mình tôn trọng thiên hạ. Mình ăn xin mà, ăn xin của thiên hạ mà. Đúng không? Bỏ hết nhưng mà lười biếng không làm việc nuôi thân trong lúc còn khỏe mạnh, mình đi ăn xin. Đúng không? Mà bài học ăn xin đó để mình nhắc nhở cho mình là mình sống mình phải cần người này, cần người kia, cần cái nọ, cần đủ thứ hết á. Cần đủ thứ hết. Đúng không? Nó mình mang ơn, mình cảm ơn tất cả. Đúng không? Đi ăn xin đi rồi biết. Thế thì tại sao mình mang ơn tất cả gì xung quanh mình mà mình lại vô ơn, mình phủ nhận đứng mà tác tạo ra tất cả để cho nhân loại có mà hưởng. Cái chuyện trước tiên mình thấy nè, nếu mà Thượng Đế không tác tạo ra quả địa cầu thì chúng ta đâu có bước đi được đâu. Tại sao không, chúng ta không đề cập đến là ai tác tạo ra quả địa cầu, ai tác tạo ra ánh sáng, ai tác tạo ra những luồng gió mát, ai tác tạo ra nguồn nước, ai tác tạo ra không khí mà mỗi ngày chúng ta, mỗi một người cần khoảng 10.000 lít không khí. Rồi ai tác tạo ra cây cỏ để cho mình ăn, ai tác tạo cho lúa gạo rồi các cái. Hả? Mình đó, mình gặp ai mình cũng xá, mình cảm ơn, mình xin ăn, mình cảm ơn, mình cảm ơn, mình biết ơn. Nhưng mà cái đứng mình cần mang ơn nhất á, là cái đứng tác tạo ra cả càn khôn, tác tạo ra sự sống, tất cả sự sống, tác tạo ra chính mình là được làm kiếp con người. Mà mình không có tôn thờ, mình không có dám nhắc nhở thiên thượng trên hết mọi sự. Như Phật Thích Ca đã nổ bộ đầu, đã nhận thức được, Thượng Đế cho nhận thức là có Thượng Đế, có đứng toàn năng. Bởi vì Phật Thích Ca mới thốt lên, nó là thiên thượng. Thế thì mấy em nói là em tu Phật giáo nhà sư, các em tu cái gì? Hạnh đâu ra? Mẹ hạnh lười biếng thì có, hạnh đậu bùi thì có, hạnh thất tình tầm bậy tầm bạ. Ồ, mình thất tình cuộc đời này, nó thất tình quá, cuộc đời gian ác quá, cuộc đời bon chen chụp giật bốc hốt quá, cuộc đời tình cảm kêu bằng đời nó không đẹp, cuộc đời kêu bằng thế này thế đó, phụ tình phụ nghĩa rồi các cái, không chán đời vẫn bỏ hết, chán tình đời đi ăn mày, đi tu này kia, cái khoác lên mình cái áo đi tu, hạnh đầu ra, hạnh đầu bùi, hạnh gì không biết, khùng, bị khùng quá, chán đời quá, cuộc đời đen bạc quá, cuộc đời
quá bon chen chụp giật bốc hốt, ham tham lam quá, tôi chán quá, tôi chán cuộc đời này quá. Thấy không? Bây giờ thôi đóng vai người khùng khùng rồi đi xin ăn vậy kìa. Chán cuộc đời này quá, bổn buông bỏ hết. Cho nó nhẹ người, tại vì cuộc đời bon chen chụp giật bốc hốt quá. Nói vậy thì nghe nó còn lọt lỗ tai. Còn nó đi tu thì giải thoát. Mà không không có đi tìm để thờ Thượng Đế. Như Phật Thích Ca được nổ vào đầu, được Thượng Đế dạy là phải thờ Thiên Thượng trước. Tôn trọng Thiên Thượng trước. Tôn trọng Thiên Thượng trên hết mọi sự. Thiên Thượng là đứng toàn năng. Kế nữa là tôn trọng thiên hạ chúng sinh thì mới được giải thoát. Mà trước tiên là phải tôn trọng Thiên Thượng. Mà để được biết, để tôn trọng Thiên Thượng là phải đi tìm Thiên Thượng. Phải quyết tâm trên con đường đi tìm Thiên Thượng. Các em mặc áo nhà sư, các em có quyết tâm đi tìm Thiên Thượng chưa? Hay là các em đi tìm Thượng Tọa, đi tìm Hòa Thượng, đi tìm Đại Đức, mấy cái thằng đầu bùi, mấy thằng đực đái, mấy thằng quỷ dâm tặc, mấy thằng lười biếng ở các chùa chiền am tự. Đây là Di Lạc Phật Vương, tao có bổn phận dạy tụi bay. Cái đám mà trụ trì ở các chùa chiền am tự, hay là cái đám nào tu bất cứ cái dạng nào, tôn giáo nào đi nữa, tao có bổn phận hướng dẫn tụi bay. Bởi vì tao là đạo trưởng thế giới, do chính Thượng Đế Toàn Năng ra lệnh và dạy dỗ tao tường tận, để tao sẵn sàng đối chiếu với tụi bay, cái đám mà lãnh đạo tôn giáo khắp nơi trên quả địa cầu, cũng như cái đám tu cái bang rồi các cái. Tao có đủ bản lãnh để hướng dẫn các em. Bởi vì Thượng Đế mới bảo tao đóng cái vai đạo trưởng thế giới, tức là Di Lạc Phật Vương đó, nhận lệnh của Thượng Đế để hướng dẫn nhân loại trước khi tận thế. Đó là nói riêng về tôn giáo đó. Còn nói chung là tất cả cái mấy đứa mà nó đóng vai lãnh đạo cái gì tao không biết. Lãnh đạo cái quốc gia, lãnh đạo cái tập đoàn, rồi lối sống cái bằng con người đều các cái, rồi tôn giáo, rồi các từng giới đều các cái. Chú giống sẵn sàng đối chiếu để bổ túc thêm, để tương trợ lẫn nhau. Mà chú giống biết những cái sự việc mà chú giống bảo đảm các em nhân loại hiện nay các em chưa từng biết tới, mà chú giống đã biết trước các em. Bởi vì Thượng Đế đã dạy chú giống trước các em. Thượng Đế đã dạy Di Lạc Phật Vương trước, để Di Lạc Phật Vương hướng dẫn lại các em. Vậy thôi, chứ không có gì hết. Tao phải làm bổn phận của tao, chứ không ấy là tao sẽ hối hận và tao mẹ kêu nhục nhã. Là bởi vì mình biết những cái gì của cha mình là đứng toàn năng dạy và ra lệnh bảo mình hướng dẫn cho một bầy đàn em, mà mình không hướng dẫn thì mình mang tội. Tội ích kỷ đó. Mà cái tội đó mẹ nhục lắm, cái tội ích kỷ là cái tội nặng lắm đó, nhưng mà giỡn đâu. Ích kỷ là cái tội tham lam đó. Nó nằm trong cái đám mà tham lam đó, ghê rợn lắm. Thấy không? Đi tu mà không đi tìm Thượng Đế, đi tu mà không tìm Thiên Thượng là ai? Thì tu cái gì? Tụi bây tu cái gì nói tôi nghe coi. Tu mà khỏe mạnh mà không đi làm mà tự nuôi thân, tụi bây tu cái gì? Tu lười, tu lùi, tu xạo, hay là tu dâm tặc? Hả? Cái đám mà trụ trì ở các chùa chiền am tự tụi bay là có tất cả những thứ đó. Tu lùi, tu xạo, tu tham lam, tu dâm tặc. Toàn thời gian hoặc là bán thời gian. Còn ở các nhà thờ cũng thế. Có những đứa tu xạo, tu lùi, tu dâm tặc, tu tham lam. Có hết á. Toàn thời gian hoặc là bán thời gian. Có.
Đó, bây giờ đó, tu ở nhà thờ, tu ở chùa chiền am tự, tụi bay là tu đứng hạng thứ ba, tu có ba hạng nha, dùng bản thể thật sự thống hối của mình để mà tôn thờ thượng đế, nghe lời thượng đế dạy bảo để làm việc, sống đàng hoàng, tôn thờ ngài mọi nơi mọi lúc. Cái đó là cái tu hạnh, cái đó cái bậc tu cái bằng tốt nhất á. Thứ hai nữa là gia đình, tôn thờ thượng đế toàn năng, nghe lời ngài dạy bảo, cùng lúc mình lo cho gia đình của mình. Còn cái tu ở nhà thờ chùa chiền am tự mà tu đúng tu đàng hoàng đó, nó cũng nằm về cái hạng thứ ba. Có những vị đạo sĩ, ví dụ như là linh mục hay là nhà sư hay là mục sư, nghe không? Nhưng mà người ta không có tu ở tại chùa, ở tại nhà thờ. Người ta đi mục vụ, người ta đi sống đời sống giống như là một người du mục vậy đó. Đem hồng ân lời lẽ của Thượng Đế để mà thông báo cho những người chưa biết. Tức là họ dùng cái bản thể thanh sạch của họ đó, tinh thần mà phục vụ mà thống hối đó. Hiểu không? Họ đi đến những cái nơi mà thiếu những cái hồng ân, những cái sự và lời lẽ dạy dỗ của Thượng Đế, đến những cái nơi đó để san sẻ, để giới thiệu, để nhắc nhở cho những người chưa biết về những luật lệnh của Thượng Đế. Và họ sống đời sống rất là, phải nói là thành khẩn, và họ rất là kiên trì, và họ rất là hy sinh. Đó là những đời sống cái bằng tu đó, dùng cái bản thể của mình để đi đến tha nhân, những cái nơi mà cần có mình. Đó là cái tu mà dùng cái bản thể của mình, mà chú Giống nói thường nhắc nhở là với tâm hồn thật sự thống hối, nghe lời Thượng Đế dạy bảo, dạy 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 dỗ, chấp hành và đem cái tình thương đến cho những người cần, thì đó là quá tuyệt vời. Chứ còn tu ở nhà thờ chùa chiền am tự, đóng đô một chỗ đó rồi kêu người ta cúng quải để cất chùa lớn, cất am tự lớn, cất nhà thờ lớn, cái đó là tu ta tu tu, tu dở nhất á. Ở đó là kể như bắt đầu là kể như thành quỷ lúc nào không biết luôn, quỷ dâm tặc, quỷ lười biếng. Giống như cái dòng nước, đồng bào để ý đây, một cái dòng suối, dòng nước á, mà nước nó chảy á, thì nó thoáng, nước nó sạch sạch. Cái dòng nước nó chảy đùng cái, bây giờ nó ngưng lại, nó không chảy, cái dòng nước nó sẽ sình, nó sẽ thối. Đúng không? Nói chuyện nó như vậy. Rồi cái chuyện em Minh Tuệ là chuyện gì? À, một mũi tên mà bắn rớt ba bốn con nhạn luôn. À, mấy thằng trụ trì các chùa chiền am tự từ năm 1975 đến bây giờ, đồng bào biết là cộng sản tụi nó điều hành, nó ăn chia với nó. Rồi mấy cái thằng trụ trì á, nó giấu tiền, nó chia không đều đó. Bây giờ cái đám mà cái đám mà chia không đều, nó tức. Bây giờ nó sẵn là vậy, nó kêu bằng, nó đưa em Minh Tệ ra, nó quậy lên một cái là kể như mấy thằng kia mẹ khúng núm luôn, lại lục luôn, phải chia tiền lại cho tụi nó, chia tiền cho cái giáo giáo hội mà quốc danh á, cũng như chia tiền của những cái đứa mà nó có quyền thế trong cái bộ, trong cái guồng máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại vì mấy cái thằng trụ trì các chùa chiền thằng nào nấy có bao nhiêu ngàn tỷ, phải không? Nó nôn na là cái số tiền mà nó dụ dỗ người dân cúng quải cho tụi nó đó, từ năm 1975 cho đến bây giờ đó. Mẹ xin lỗi đó, tính ra là hàng kêu bằng bao nhiêu trăm tỷ đô đó, nếu tính tiền đô la là bao nhiêu trăm tỷ mà nó chia không đều, thì bây giờ sẵn cái này nó chơi cái này là mấy thằng kia là phải mẹ bái lại rồi mà chia, không mấy là chết mẹ. Mấy đứa cứ để cho Minh Tệ đi hoài là kể như mấy thằng kia là mẹ phỏng phỏng giái hết, hiểu không?
Rồi đương nhiên rồi, em Minh Tệ là đỡ hơn mấy cái thằng trụ trì nhiều. Mà chú Giống đã nói cái chuyện này là 30-40 năm nay rồi. Chú nói là tránh xa cái mấy thằng trọc, mấy thằng thầy chùa, chùa chiền, am tự trụ trì. Thằng nào mà không có thờ thiên thượng đó, không tìm kiếm thiên thượng để thờ đó. Tại mấy thằng đó là mấy thằng tu xạo, mấy thằng lười biếng, mấy thằng dâm tặc. Chứ ông sư bà gì cũng thế. Quỷ nó bắt, quỷ nhập, quỷ dâm tặc nó nhập vô, quỷ tham lam nó nhập vô. Toàn thời gian hoặc là bán thời gian. Dụ dỗ ba tánh cúng quải tiền, tụi nó ăn chơi tầm bậy tầm bạ, mua phố xá chỗ mướn. Chú Giống đã nói 30-40 năm nay rồi, chứ không phải là mới thấy. Mà đồng bào không nghe thì bây giờ đó đã thấy rõ chưa? Đã nói trước, không nghe bây giờ thấy rõ rồi đó. Và cách đây khoảng 2 tuần lễ mà chính linh hồn của em Minh Tệ nói thẳng luôn. Bây giờ không có nghe ai hướng dẫn về đạo, à, không biết ai nói đúng ai nói sai đó. Mà phải chờ ngài Maitreya. Maitreya cái nghĩa mà ẩn ngữ của Ấn Độ là cái gì? Là Phật Di Lạc xuất hiện. Hướng dẫn thì mới tin được. Và Phật Di Lạc đây, đây là Di Lạc Phật Vương nè, đạo trưởng thế giới. Chú Giống thách thức tất cả đồng bào nhân loại, nhưng ai mà nói ở đây là giả, lên đây nói chuyện chú Giống. Rộng đường dư luận, đâu có gì đâu. Ừ. Cái luồng điển của tất cả Phật tử và của tất cả các tôn giáo và giáo dân cộng lợi thì đương nhiên sẽ mạnh, đúng không? Mà chú Giống đối diện, nếu chú Giống là dỏm, không phải là Di Lặc Phật Vương thiệt đó. Là cái gì chú Giống là chỉ có đội của quần què thôi chứ làm cái gì. Đúng không? Tức là vàng giả đó, để thí dụ như vàng giả đó, mà bây giờ cái lửa nóng mà của giáo dân, rồi của Phật tử, rồi của các nhà tu Phật giáo, rồi các nhà tu Thiên Chúa giáo, tất cả các tôn giáo gồm lại thành một ngọn lửa lớn, thật là lớn, mà nóng thật là nóng. Còn nếu đây mà vàng giả thì đối chiếu một cái là vàng giả là tan hết. Và đây không phải là vàng giả, đây hơn vàng ròng nhiều. Ở đây mà vàng hột sòn mà so với đây nó giống như đá với bùn vậy đó. Đây là đơn vị Chúa Thánh Thần ra lệnh, nhận lệnh của Thượng Đế Toàn Năng, đóng vai đạo trưởng thế giới, tức là Di Lặc Phật Vương, nhận lãnh sấm lệnh giải thoát của nhân loại, của Thượng Đế để ban cho nhân loại, nhận sấm lệnh giải thoát nhân loại. Đóng cái vai mà đạo trưởng thế giới để hướng dẫn nhân loại, dạy dỗ nhân loại về đạo giải thoát trước khi tận thế. Đây không phải là vàng rồng hay là hột xoàn hay là cái gì đó. Vàng rồng hột xoàn đối với chú Giống, đối với Chúa Thánh Thần là cái gì? Vàng rồng với hột xoàn là đá và bùn thôi, chứ chả có gì hết. Thì cái ngọn lửa mà của các tín đồ, của các lãnh đạo các tôn giáo, và cái ngọn lửa của Phật tử và của các nhà sư, nghe không, cộng lại với nhau thành một ngọn lửa nóng 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 vĩ đại, nóng lắm, nóng kinh hoàng, 70,000 độ luôn, mà lớn thật lớn luôn. Ừ. Mà sao không đốt được đấy? Tại sao không lên đây nói chuyện cái động đường dư luận, lên đốt để nói để mình, để mà Thượng Đế mình dẫn dắt này kia đồ, động đường dư luận chứ, có cái gì chuyện cái gì và là cái gì, đưa lên đài quan trận để mổ xẻ vấn đề ra. Ừ. Các em đóng vai mà tu hành lãnh đạo tôn giáo rồi, các em lường gạt Phật tử giáo dân ba tánh tín đồ nhiều ngàn năm rồi. Ừ. Ngay cả mẹ cách đây mấy ngàn năm về trước mà Thượng Đế đến quả địa cầu để mà dạy dỗ, thấy không, để cứu chúng sinh, cứu nhân loại, các em mẹ đem Thượng Đế ra đóng đinh luôn. Ừ. Các em là những đứa lãnh đạo tôn giáo chứ ai nữa.
Rồi bây giờ các em chơi cái màn mà chó chó nhảy bàn độc. Nghe không? Lãnh đạo tôn giáo, tất cả các tôn giáo, tụi em là chó nhảy bàn độc. Tụi em không chấp hành sấm lệnh mới của Thượng Đế. Chấp sấm lệnh cũ các em đã không chấp hành được rồi. Chấp hành nửa vời, các em mẹ dưới điểm trung bình xa. Đến nỗi mà Thượng Đế buồn, đàn thượng đối, Thượng Đế mới ban cho những sấm lệnh mới để các em dễ chấp hành. Có ấn chứng, có bằng chứng để hướng dẫn cho các em dễ chấp hành. Và điều lực rất dễ chấp hành. Và hồng ân vĩ đại Thượng Đế ban cho để các em dễ chấp hành. Mà các em chơi cái tình vờ luôn. Các em chưa chịu chấp hành. Các em biết đây là sự thật. Các em biết là các em lỗi lầm nặng lắm không? Các em hướng dẫn giáo dân tầm bậy. Các em hướng dẫn Phật tử tầm bậy tầm bạ. Rồi mấy em, mấy cháu YouTube đó. Mẹ rảnh, rảnh hán, rảnh giái. Mẹ tối ngày có sợ bác đi quay tầm bậy tầm bạ này kia rồi. Rồi dặn dẹo này kia rồi để mà câu view, ru ngủ này kia rồi cái để kiếm tiền. Tôn sùng cái này cái kia rồi cái. Mấy chuyện quan trọng là các em lại không có đề cập tới. Tại sao các em không liên lạc cho tôi, phỏng vấn tôi nè? Mấy em YouTube á. Ừ. Rồi cùng lúc cái tụi mà tụi cộng sản không nó dùng em Minh Tệ Lê anh Lê Tú Anh hả, nó làm cho mấy thằng trụ trì mẹ sợ quán hồn luôn, moi tiền ra mày chia lợi cho tụi nó chứ mấy là mấy thằng không phải là mệt á. À, mấy thằng trụ trì sợ té lái quần đấy, thấy không? Chia tiền nó đã xong rồi mà cùng lúc mà làm cho đồng bào cứ quan tâm gì minh tệ sư sãi các chùa cái quên mẹ cái chuyện mà tụi nó bán nước Việt Nam, nó sáp nhập nước Việt Nam vô tàu cộng Bắc Phân Vân rồi Phú Quốc rồi cái gì á, bao nhiêu hợp đồng này các cái kêu bằng như bao nhiêu hợp đồng lớn đó, là thằng Tàu Cộng được quyền ưu tiên. À, ba cái đất quý, đá quý rồi cái hầm mỏ cái thằng Tàu Cộng được quyền ưu tiên hết. Mà những thằng gian thương, những thằng tham nhũng, những thằng tham lam, nó nằm trong cái đám thế lực ngầm đó. Trong đó có bọn Việt Cộng. Và những đứa làm ăn Việt Cộng thì đúng ra tụi thế lực ngầm, tụi giống nhau hết á, khắp thế giới giống nhau hết, là bọn tham lam. Nó chỉ khác nhãn hiệu thôi. Thằng này tự do quá trớn, thằng kia cộng sản, thằng họ Việt Cộng, thằng kia Tàu Cộng, thằng kia khủng bố, thằng kia Nga Cộng, thằng kia thằng này thằng nọ, rốt cuộc cộng lại là những thằng tham lam, những đứa tham lam. Mà Thượng Đế bảo chú giống dạy dỗ những đứa đó luôn. Đương nhiên rồi, tụi nó là những đứa bệnh nặng nhất, tụi nó cần thầy thuốc đó. Mà chú giống đóng cái vai thầy thuốc để trị bệnh chúng nó, trị bệnh hồn vía và xác vía chúng nó, để chúng nó khỏi bị nhốt ra là quả ngục hàng triệu năm. Thấy không? Nhốt quả ngục thì nóng lắm, nóng kinh hoàng, ghê rợn, mặt mày sẽ biến thành quỷ luôn, xấu quắc luôn, bị đốt kinh hoàng khốc liệt luôn. Thấy không? Chứ đâu phải là chuyện đùa đấy. Ừ? Đó, coi đi. Bây giờ đứa nào muốn bị nhốt, muốn có đứa nào cũng muốn bị nhốt rồi quả ngục hàng ngàn triệu năm không? Đâu rồi cái hình quả ngục kia đâu mất rồi? Đây nè, đứa nào? Tụi bay thế lực ngầm, tụi bay tự do quá trớn, tụi bay lãnh đạo tôn giáo, rồi tụi bay cộng sản, tụi bay là cái gì? Tụi bay có muốn tụi bay bị nhốt đây hàng triệu năm không? Mà con cháu tụi bay bị vạ lây nữa. Mẹ cũ quyền thất tổ là chín đời tụi bay bị vạ lây luôn. Tụi bay có muốn vậy không? Mình phải thực tế thôi, không có gì hết đó. Không có chuyện gì phải khó hiểu hết đó. Mẹ chú giống nói cho tụi bay biết luôn nè. Tụi bay mà quờ quạng cà rê đó, mẹ mai mốt mà biến thiên xảy ra đó, người dân đói đó, người dân sẽ nổi dậy đập tụi bay đó.
Mà lúc đó là tao không có mặt Việt Nam là không ai can đâu. Nó đây, cái đây không phải là bần cùng sinh đạo tặc mà là người dân đói. Mà trong cái đó tụi bay là những kẻ tham nhũng, những đứa đại gia tham nhũng, những bước cường hào ác bá. Tụi bay mẹ đóng những cái vai mà đại diện cho người dân để phục vụ người dân. Mà tụi bay không phục vụ người dân, mà tụi bay phục vụ cho những cái lòng tham không đáy của tụi bay. Người dân biết chứ, khi mà biến lớn xảy ra đó, nghe không? Mẹ không có tao, tao không có mặt Việt Nam đó, là người dân sẽ nổi dậy xử tụi bay hết. Tụi bay trốn ở đâu, tụi bay trốn chỗ nào, quý thần thiên nhiên xử tụi bay. Không có đứa nào chạy thoát hết á. Bao nhiêu mà trăm triệu quan hồn từ cổ chí kim sẵn sàng xử những cái đứa mà tham lam. Những cái đứa tham lam á, nó gây tội ác, làm cho lụng bại đời sống nhân loại, làm cho lụng bại hư hao quả địa cầu, làm cho quý thần thiên nhiên á, kêu bằng làm việc, kêu bằng không ngừng nghỉ để mà tẩy rửa quả địa cầu, tẩy rửa cái luồng khí quyển bao xung quanh quả địa cầu. Quý thần thiên nhiên làm việc ráo riết không ngừng nghỉ, lúc nào cũng phải làm việc hết. Giờ đây quý ngài rất là tức giận, tụi bay đâu có thấy những cái sự việc đó, bởi vì tụi em chưa có liên hệ đến với thượng đế được, tụi em chưa có quyết định đi tìm thượng đế, làm sao tụi em hiểu được những cái sự việc đó. Mà trong cái đó thế giới thiên loại đã và đang làm việc ráo riết để cứu vớt các em, chịu đựng cho các em, mà các em vẫn tiếp tục gây tội ác vì vì cái lối sống bừa bãi tham lam của tụi em. Đến nỗi mà thượng đế ra lệnh cho tao phải hy sinh nè, làm việc không ngừng nghỉ. Đặc biệt là từ năm 1975 cho đến bây giờ, ta phải sống với đủ đủ thành phần, đủ hạng, đủ chiêu, khổ cực vô cùng, học đời học đạo mà phải làm việc nuôi thân. Nè, có lúc ở những cái xứ lạnh á, lạnh chết á, lạnh đông đông máu á, đứng ngoài đường mà tè chưa xong là kể như mẹ chịu không nổi là phải chạy đó, mặc áo ấm đó, đứng ở đổ xăng, làm trạm xăng đổ xăng á. Ngày xưa miền Đông đổ xăng đâu có chuyện mà self service, full service, là phải đổ xăng. Cầm mùa đông á, mẹ mới ra mặc áo ấm luôn, đủ xăng bơm xăng, nghe không? Rồi phải chắc dầu mỡ này kia rửa cái, mẹ bơm bơm nửa bình xăng cho khách không mà chịu không nổi, phải chạy vô trong rồi đó. Lạnh lạnh nó nổi mà mặc áo mẹ dày hai ba áo đó, nghe không? Cực lắm. Ngủ mà đi làm bằng vừa đi học gì đi làm không có tiền mướn chỗ ở đó. Phải mướn mướn được cái thùng thùng gỗ giống cái hòm vậy đó, nằm ngủ đậy nắp lại để giữ ấm. Bao đứa từng học đời học đạo như vậy mà lái xe trớt, lái phọt liếp, dạy nhạc, dạy võ, còn gì nữa, làm thợ điện, làm lương y, cực nhọc lắm. Chứ đâu có cái chuyện tụi bay mẹ tối ngày cái lười biếng ăn xin rồi là nói là tu đắc đắc đạo thành Phật, không không tìm kiếm thượng đế, không tìm kiếm thiên thượng để mà thờ, tụi bay đắc đạo gì hả? Tụi bay mẹ lười biếng xạo xạo. Thấy không? Đa số tụi bay là dâm tặc. Chú giống nói vô đúng không? Tụi bay lên đây cãi lý với tao. Cãi lý cái gì? Nói thẳng ra đi.
Nó thật luôn, không cần lý lẽ gì hết á. Rồi bây giờ tụi nó chia tiền lợi cho tụi kia đủ rồi đó, thấy đủ rồi, được tạm tạm ổn rồi, thôi bây giờ không giữ lại không à, đừng để cho cái bằng cậu Minh Tệ nó đi nữa, để coi chuyện gì xảy ra, để coi ông Thánh Giống Di Lặc Phật Vương ổng nói gì, nghe không, nghe lời ổng dạy dỗ mới là chết mẹ luôn á, tao nó cho tụi mày biết luôn á. Quỷ nó sẵn sàng bắt tụi bay á. Cái đám mà trụ trì các chùa chiền am tự nhà thờ rồi cái, như cái đám cộng sản ban mẹ thường vụ của tụi bay đó, quỷ nó sẵn sàng bắt tụi bay đó. Mà chú Giống thương chú Giống nói chú biết trước đó, nó bắt luôn con cháu tụi bay nữa. Tụi nó được lệnh rồi đó. Thì đó, cách đây hai tuần lễ em Minh Tệ, cái hồn của em Minh Tệ thốt lên đó. Mấy đứa mà YouTuber hỏi đó, bây giờ nghe lời ai dạy đạo bây giờ, thầy có thể nói cho đồng bào biết không, thầy có thể dạy đạo không, hay là cho chúng sinh không, hay là phải nghe ai dạy đạo được cái. Thì Minh Tệ nói bây giờ đâu có biết, đâu có nghe lời ai được, đâu biết ai nói cái gì đúng cái gì sai, mà phải chờ ngài Maitreya, ẩn ngữ Ấn Độ có nghĩa là chờ Phật Di Lặc xuất hiện để dạy đạo. Tao xuất hiện nè theo lệnh của Thượng Đế để dạy đạo giải thoát nè. Đạo giải thoát là cái đạo mà Thượng Đế ban cho các em lãnh đạo tôn giáo, tụi bay lên đây nói chuyện với tao. Động lượng dư lượng từ giáo hoàng cho đến các linh mục xuống tới địa phương luôn. Giáo hoàng rồi hồng y rồi giám mục rồi linh mục địa phương lên đây nói chuyện. Giáo dân đâu lên đây nói chuyện. Rồi lãnh đạo các tôn giáo đâu, Hồi giáo rồi Tin Lành rồi Do Thái giáo rồi Phật giáo rồi Hòa Hảo rồi Cao Đài nữa cái rồi Bà La Môn rồi kia rồi, ngay cả cái bộ lãnh tôn giáo quỷ Sa Tăng cũng vậy, ngay cả bọn quỷ Sa Tăng cũng vậy, ngay cả cái bọn tôn giáo Bà La Hán cũng vậy, lên đây nói chuyện với tao. Đạo trưởng thế giới sẵn sàng tiếp điển để rộng đường dư luận cho bá tánh nhân loại dễ học hỏi. Tao sẵn sàng mà. Từ nào giờ chương trình là sẵn sàng mà. Tụi em đừng có chơi cái màn mà chó nhảy bằng độc. Nghe không? Múa rìu qua mắt thợ. Xưa rồi. Đó, Minh Tệ nó nói đó, linh hồn nó nói rõ ràng, em Minh Tệ nói là bây giờ không có tin ai được hết á, mà phải chờ ngài Maitreya. Đó là Di Lặc Phật Vương đó. Maitreya ẩn ngữ Ấn Độ cái nghĩa là Di Lặc Vương. Di Lặc Phật Vương xuất hiện dạy đạo giải thoát. Từ đây tao dạy đạo giải thoát mà từ năm 1984 đến bây giờ. Từ năm 1975 cho đến năm 1985, ta phải mất 10 năm khổ hạnh, học vừa học đời, học đạo mà phải tự nuôi thân. Tao sống với những kẻ quyền lực nhất quả địa cầu, giàu nhất quả địa cầu, và tao sống với những kẻ mà tệ hại nhất, hung dữ nhất, nghèo nhất, bệnh hoạn nhất ở quả địa cầu. Rồi tao đối diện với quỷ Sa Tăng thường xuyên nữa. Tao đối diện với khí hậu bốn mùa, nóng thì nóng chết bà tổ, lạnh thì lạnh kêu bằng teo giái teo cu luôn. Sống khổ lắm chứ không phải như tụi bay sống ở cái nước, ngoài nước dưới Việt Nam mình ấm, muốn đi bụi đời đi sinh con thì dễ quá, mẹ khí hậu đâu lạnh quá cũng đâu nóng quá đúng không. Giờ này mà còn mẹ đi tu hạnh, trời đất ơi, hành hạ thế xác mình đó là cái trọng tội rồi, nằm trong cái luật mà luật cấm của Phật.
tôn trọng thiên hạ, chúng sinh. Mình là con người, mình là thuộc cái dạng thiên hạ chúng sinh. Mình phải tôn trọng mình chứ. Đằng này không tôn trọng mình mà hành hạ thể xác của mình. Có phải mình trọng tội không? Mà tội nặng nhất là cái tội không tìm kiếm thiên thượng để thờ thiên thượng. Đó là cái tội nặng nhất. Vậy mà tụi bay nói tụi bay đi tu hành cái gì? Buông bỏ. Mình có cái gì mà bỏ, cái gì mà buông? Mấy đứa tham lam quá, nó thấy đứa mà không có gì hết. Nghe bằng nói tu rồi đi ăn xin này kia rồi, hoặc vô chùa tu hay là đi vô nhà thờ tu vậy đó. Kính trọng mấy người đó cái. Mà đối với những đứa tham lam, nghe không? Thì nó thấy vậy, thấy người đó là hơn mình đó. Nghe không? Tại người ta không có gì hết. Mà từ căn bản là con người cũng chẳng có gì hết. Nghe không? Đùng cái bây giờ quyết định dạy cho nó khỏe. Nghe không? Ít nhất cũng phải mình có chỗ mình sống rồi, nhàn hạ rồi tính sao? Nghe không? Còn hơn là những đứa mà tham lam ôm đồm đủ thứ hết, mà cực dọc khổ quá. Thì nó nhìn vô mấy đứa kia, mấy đứa là bỏ, không có gì hết rồi buông bỏ, nó tu rồi sống cho nhàn. Thì đương nhiên là thấy người đó là hơn mình rồi. Hơn mình tại vì mình ôm đồm nhiều thứ quá, mình tham lam quá. Nghe không? Nhưng mà xét lại, ai hơn ai? Tại vì mấy đứa kia nó không có gì hết, nó không có nhiều, ok, nó dễ buông dễ bỏ. Chứ nó thử coi nó có nhiều đi coi nó buông bỏ làm sao. Đó là một chuyện. Một cái chuyện nữa, nếu mình không có nhiều mà mình nó đi tu vô nhà thờ, vô chùa mình tu, vô am tự mình tu, mình sướng cái thân của mình. Có người ta mẹ hầu hạ cúng quải cho mình ăn. Mình lười biếng, tối ngày mình nói ngồi cầu nguyện hoặc là tụng kinh, gõ mõ. Có bá tánh cúng đồ ăn, dâng đồ ăn cho mình. Ha, có cho ăn cho ngủ mẹ khỏi phải trả tiền cơm gạo tiền, trả tiền tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền này tiền nọ, có bá tánh cúng cho mình hết rồi, mình sướng quá rồi. Hỏi sao rốt cuộc mình khỏe mạnh, mình không làm, mình làm lo thân mình, là mình không thể tu được. Đó là tu lười, tu xạo, rồi trở thành tu dâm tặc, tu tham lam lúc nào không biết luôn. Bằng chứng đã xảy ra trước mặt chúng ta nhăn nhãn. Để ý cái các chùa chiền, nhà thờ, am tự, ok, chiếm danh này, chiếm danh nọ, đủ thứ hết. Nghe không? Đa số là lười biếng lắm. Ok. Thì đó, cái chuyện nó như vậy. Nghe một bài nhạc đi. Nghe bài nhạc xây dựng tương lai nè. Tu sống như vậy nè. Như cụ già sẵn sàng cho tương lai đó. Tức là không lười biếng thì mới được giải thoát. Nghe chưa? Chứ còn sức khỏe mà không lo làm tự nuôi thân mình mà nói đi nói tu hành là cái chuyện nó dốc. Mẹ tao làm việc cả đời đâu nè. Tuổi này tao mới retire mới về hưu. Mà về hưu tao đâu có nghỉ ngơi đâu, tao vẫn làm việc. Việc của Thượng Đế quan trọng lắm. Thấy không? Mẹ ít nhất mình phải làm... trong đời mình ít nhất mình phải làm vài chục năm, ít nhất cũng phải là 20-30 năm làm việc bằng chăm chỉ mình mới nghỉ hưu được, phải chưa? Nhưng mà khi nghỉ hưu nếu mình còn sức khỏe mình cũng nên cần làm việc cái gì đó thì nó tốt hơn vậy thôi. Còn ở đây mình còn trai trẻ còn thanh niên mà không đi làm tự nuôi thân mình mà nói chuyện đi tu mà tu mà hưởng thụ hả? Bằng chứng trước mắt là mà thấy không? Tụi nó đi xe xịn không à? Còn bao nhiêu tiền nó chuyển ra, nó cất, nó giấu, ba tánh đóng này kia đó cái, rồi nó mua phố xá, nó cho mướn rồi cái, rồi đủ thứ, bao nhiêu vật chất, rồi vàng, dòng, hột xoàn, đồng hồ, cái xe cộ rồi cái, miếng đất này, miếng đất kia, nhà này, nhà nọ, người dân dân cho tụi nó.
rồi lấy tiền để chơi gái, để chơi đĩ cái, đĩ đực, tùm lum tà lá hết. Rõ ràng như vậy. Mà mặt nó nào nó nhìn vô thấy nó ngu, nó xạo, mà nó lười biếng. Thấy không? Cái người mà tu hành, tôi cháu chú giống nhìn vô, giống thấy đó nha. Thấy rõ luôn. Thấy rõ linh hồn đó. Nó hiện lên khuôn mặt. Cái miệng, cặp mắt nó hiện lên rõ ràng luôn. Hiện rõ luôn đó. Nhất là nhìn cặp mắt của nó. Nhìn nó hồi tự nhiên nó lùm lùm, nó sợ lắm, nó nhục quá. Đi đi. Đồng bào, bữa nào thử đi, cầm cái hình của cha trời Giêsu nè. Gặp mấy thằng thầy chùa, mấy thằng tu hành, thầy chùa hay linh mục hay là mục sư hay là bất cứ cái đứa nào nói về tu. Cầm hình cha trời Giêsu, hỏi nó, hỏi biết ai đây không? Hỏi nó tu tu làm sao, tu có được lười biếng không, hỏi tu mình còn khỏe mạnh, mình có cần phải tự làm mình nuôi thân không, hỏi nó tu có ba cách tu, tu cách nào tốt nhất, dùng bản thể sám hối thanh sạch của mình, tự trọng trung tín của mình với Thượng Đế để mình thờ Thượng Đế mọi nơi mọi lúc tốt nhất, hay là tu ở tại gia tốt nhất, hay là tu ở chùa chiền am tự nhà thờ tốt nhất. Hỏi nó đi, cầm cái hình này, hỏi chúng nó đi. Để Thượng Đế nhìn vào cái bản thể linh hồn và vía hồn, vía xác chúng nó. Để chúng nó trả lời, coi nó chúng nó trả lời làm sao. Tại vì cái hình này là có phước lành của Thượng Đế đi cùng. Tụi nó sẽ cà lâm, tụi nó sẽ diện cớ, nó bỏ đi chỗ khác. Nó không dám nói chuyện với mình. Tại lúc đó cái bầy quỷ mà dâm tặc, tham lam, xảo trá, lọc lừa trong người của chúng nó đó, hoảng sợ, bấn loạn trong người chúng nó. Chúng nó sẽ tái mặt, thấy không? Rồi lùm lùm lùm, bận quá, xin lỗi, phải bữa khác đi, xin lỗi, đi. Không dám nhìn thẳng vào hình mặt của Thượng Đế luôn. Bữa nào đồng bào làm đi, tôi biết. Ok. Rồi. Xây dựng tương lai 11 nè, sống như vậy nè là đắc đạo nè, ok, và được sống thiên đàng tại thế sắp tới luôn, ngon lành, không có lười biếng, còn khỏe mạnh mà không lo đi làm việc, nói chuyện tu là phải còn khỏe mạnh, phải tự lo thân mình, đừng có lười biếng, đừng có đi siêng sinh. Đâu rồi? Đâu rồi, 11 đâu rồi? Sao kỳ vậy? Đây, phải nghe cái bài này mới được. Nghe cái bài này. Tại vì ông để bài nhạc này thì cho ông Bảo nghe nha. Ở ngoài đồng bào, mấy em với đồng bào thân thương của chúng ta với mấy em ở ngoài, đứa nào sẵn sàng lên chia sẻ chương trình, mời lên chương trình nha. Chú giống dùng cháo đậu xanh của chú giống. À, bây giờ này ở bên bên Mỹ là 1 giờ mấy khuya rồi, mà chú giống chưa có thời giờ mà dùng cơm tối, cơm chiều hôm qua nữa. Có cháo đậu xanh ngon lắm kìa, cái món chuẩn đó, một trong những món chuẩn của chú giống đó. Cháo đậu xanh, cháo đậu đỏ, ngon lắm. Ok. Tụi em ước ao, đứa nào ước ao được đắc đạo hả? Nè, sống như trường hợp này nè. Ok, giống sống như cụ già sẵn sàng cho tương lai đó. Tức là không, cuộc đời không có lười biếng, sống đàng hoàng. Cố gắng sống làm người đàng hoàng trong đám lộn xộn. Nghe nhớ. Đừng có đạo đức giả, tao chán tụi bay quá. Ok.
Sống như vậy đó thì sẽ được tương lai, sẽ sống được sống thiên đàng tại thế, và tương lai sẽ được về thiên đàng luôn, được giải thoát, được đắc đạo luôn. Đừng có sống khỏe mạnh mà lười biếng mà cái đi nói tu mà tu không đến đâu hết, về đặt xạo. Rồi sẵn đây chú giống nhắc nhở luôn nè, đồng bào những ai mà biết hội đồng mà làm việc á thì đó là cái diễm phúc ngàn đời đó. Đó là diễm phúc mà được đồng hành làm việc với cha mình, làm việc với Thượng Đế Toàn Năng. Thượng Đế Toàn Năng lãnh đạo Hội đồng Cứu Việt Nam và nhân loại. Và đó, mấy em mà những ai mà có dịp mà làm việc, kêu mà thông báo hồng ân của Thượng Đế cho người khác á, thì đó là diễm phúc ngàn đời á, nghe không? Mà đồng thời cũng là có cái dịp để mà lập công chuộc tội những cái kiếp trước của mình đó, gây quá nhiều lỗi lầm, mà ngay cả cái kiếp này mình cũng gây quá nhiều lỗi lầm. Đừng có nghĩ là biết hội đồng mà làm việc giúp hội đồng cái này cái nọ rồi nó là giúp cái này giúp kia, giúp mình, giúp mình á, chứ không phải mình giúp ai đâu. Mình làm việc mà chấp hành sấm lệnh của Thượng Đế, mình làm việc theo ý sao lệnh của Thượng Đế là cái việc đó mình giúp chính mình đó, để mà mình lập công chuộc tội đó, nghe chưa? Mình phải khiêm nhượng như vậy, chứ không phải là nói là biết hội đồng rồi làm việc để giúp người này giúp người kia rồi cái đó là cái bổn phận và trách nhiệm. Thứ nhất, thứ nhì nữa là mình có dịp để mình làm việc lập công chuộc tội, cũng như để mình có dịp lập công bồi đức. Ok? Ở ngoài đồng bào, những ai có những cái tâm tư, những cái gì mà trong tinh thần tích cực,
chia sẻ, làm việc cùng Hội đồng Cứu Việt Nam và nhân loại. Đó đó là bổn phận và trách nhiệm. Những ai nhận được hồng ân đặc biệt thế này thế nọ từ khi học từ Hội đồng Cứu Việt Nam và nhân loại thì lên chia sẻ, hoặc là những ai có những ý kiến tích cực đóng góp để chúng ta cùng nhau làm việc. Chúa giống mời gọi tất cả nhân loại chúng ta cùng nhau làm những ông vua, những bà hoàng phục vụ cho nhau. Tất cả mỗi công việc của mỗi chúng ta, việc lớn, việc nhỏ gì không cần biết. Miễn sao chúng ta làm việc một cách chân tình với tinh thần phục vụ, thì trước mặt Thượng Đế, mỗi công việc của chúng ta giá trị như nhau. Thượng Đế đo cái lòng của mình có thật tâm phục vụ không? Các em ai sẵn sàng lên chương trình thì lên chương trình nhé, cũng như đồng bào, những ai sẵn sàng lên chương trình thì lên chương trình, hoặc là có những bất cứ câu hỏi gì liên quan đến việc làm Hội đồng Lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại thì lên chương trình hoặc là thách vào nhé. Okay. Okay. Tu mà không đi thờ, không tìm thờ thiên thượng, tu cái gì? Tu xạo, tu ngu, tu lười, tu ăn bám xã hội. Tu là phải đi tìm Thượng Đế, phải thờ Thượng Đế, và phải làm việc nhưng mà không có được lười biếng. Còn trai tráng, thanh niên, đàn ông khỏe mạnh, đàn ông, đàn bà gì cũng vậy, còn khỏe mạnh, tu là phải làm việc, tự nuôi thân. Đừng có hở cái lò bám tới chờ người này người kia cúng quải, cái đó không được. Có quá nhiều câu hỏi. Câu hỏi nào mà thấy mà cần thiết thì trả lời, còn mấy thì chú giống không trả lời đâu. Những câu hỏi nào có liên quan đến việc làm Hội đồng Cứu Việt Nam và nhân loại, câu hỏi liên quan đến đạo giải thoát, chú giống sẽ trả lời. Ok. À, đồng bào. Ở đây nè, đồng bào nói để lại cái khúc mà cái đoạn video mà em Minh Tuệ, sư Minh Tuệ nói là phải chờ Di Lặc Phật Vương dạy đạo, chứ bây giờ ai nói cũng không tin được, tại không biết ai nói đúng nói sai hết đó. Ok, chú giống để nè, đồng bào yêu cầu nè. Sai được nữa. Ở đâu là chánh pháp hay là không là chánh pháp được nữa, tại vì không có ai để
tu để thành thánh đẳng giác để mà nói được nữa, phải chờ ngài Metaya thôi. Ngài Metaya ra rồi ngài nói thôi chứ giờ giờ mình chết rồi. Dạ. Sư có một cái vấn đề này cũng ngài Metaya ẩn ngữ Ấn Độ đó, Metaya tức là Phật Di Lặc. Đó là linh hồn của em Minh Tuệ mà có cái danh xưng là Sư Minh Tuệ. Thân mến, vài năm trước đây rất nhiều người biết đến Sư Minh Tuệ qua kênh YouTube Dân Gà Vlog. Hình ảnh sư được quên. Mấy thằng YouTube này bà xàm bà lát. Kêu bằng phóng đại cho cố để câu view để kiếm tiền. Nghe phần này nè. Thì cứ ăn mặn, ai muốn ăn chay thì cứ ăn chay, ai muốn học Phật pháp thì hiểu nghe được kinh thì cứ học Phật pháp, còn ai làm gì thì giờ cũng không biết là ở đâu là nói tôi là đúng là tôi là sai được nữa, ở đâu là chánh pháp hay là không là chánh pháp được nữa, tại vì không có ai để tu để thành thánh đẳng giác để mà nói được nữa, phải chờ ngài Metaya thôi. Ngài Metaya ra rồi ngài nói thôi chứ giờ thì chết rồi. Dạ. Sư có một cái vấn đề này cũng hỏi. Thế khiến sao á, cha trời khiến sao cái em YouTube này hỏi để mà em Minh Tuệ mới thốt lên, linh hồn em Minh Tuệ thốt lên á. Bây giờ không ai biết ai đúng ai sai á. Mày phải chờ ngài Metaya ẩn ngữ Ấn Độ là Phật Di Lặc xuất hiện là giải đạo giải thoát thì lúc đó thì mới tin được. Phật Di Lặc đây nè. Đạo trưởng thế giới mà sách kêu bằng sấm điển có ghi cách đây 3.000 năm về trước là đã nói rồi, lần lượt 3.000 năm về trước cho đến bây giờ có biết bao nhiêu vị đạo sĩ chân chánh khắp nơi quả địa cầu có nói về một vị đạo trưởng thế giới xuất hiện vào thời này để mà đại diện Thượng Đế để mà giải đạo giải thoát theo lệnh của Thượng Đế, giải đạo giải thoát của Thượng Đế ban cho trước khi tận thế. Chứ còn đa số mấy em YouTube kia rồi câu view rồi phóng đại này kia rồi làm bấn loạn lên. Từ đó bây giờ cái đám cộng sản mà siêu quốc danh mà nó tụi nó kêu bằng phải chia tiền hổng đều đó. Mấy thằng trụ trì chia không đều đó, hổng rài mà chia ra cho tụi nó kêu bằng tạm ổn rồi đó, thành ra tụi nó không im đó, rồi cũng đánh qua mù này kia rồi các cái để cho tàu cộng nó nuốt nó gặm nước Việt Nam từ từ á, không qua những cái hợp đồng đó, nhiều hợp đồng lắm. Rồi cùng lúc là phải mà nghe lời thánh giống Di Lặc Phật Vương dạy bảo đó, chứ không phải là bị chết á, quý thần thiên nhiên xử á. Cái đám mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Tàu Cộng, rồi mấy cái đám mà gian thương được các cái đó. À, cũng như mấy cái đám mà trụ trì được các cái, tụi bay mẹ, lơ mơ tụi bay mẹ, thân bại danh liệt đó. Quý thần thiên nhiên xử, quỷ sa tăng xử, anh hùng chiến sĩ lên thiên xử, và hàng bao nhiêu triệu quan hồn xử, thì không có đứa nào chạy thoát đâu. Những từng giới đó đã nhận lệnh của Thượng Đế để mà giải quyết những cái đứa mà ác độc không thực sự sám hối đó, vẫn còn tham lam mà gây tội ác đó. Nó lần lượt bị xử hết đó. Chưa kể sắp tới đây nè, những biến lớn xảy ra, trong đó có những cái sự việc mà biến thiên đó, quý thần thiên nhiên làm việc đó, đó. Động đất rồi lũ lụt này kia rồi cái đập sập rồi các cái này, nạn đói rồi các cái, rồi cuồng phong rồi các cái, bệnh tật rồi các cái, rồi chưa kể người dân lâm vào cảnh đói nữa đó, rồi người dân sẽ nổi dậy. Rồi, đồng bào nói để gì
cái phần lời tiên tri về chuyển luân thánh vương, tức là Phật Di Lặc đã ứng nghiệm. Là khi luân vương xuất hiện, Kinh Hòa Sen cũng có viết, U Đàm Hoa là loại hoa thần thoại, 3.000 năm mới nở một lần. Lời tiên tri về chuyển luân thánh vương đã ứng nghiệm. Pháp Hoa Văn Cú có ghi, U Đàm Hoa có nghĩa là may mắn linh thiêng, 3.000 năm mới nở một lần. Khi nở là Kim Luân Vương xuất hiện. Kinh Hòa Sen cũng có viết, U Đàm Hoa là loại hoa thần thoại, 3.000 năm mới nở một lần, là báo hiệu sự ra đời của Đức Chuyển Luân Thánh Vương. Loài hoa này thường xuất hiện trong Kinh Phật và thông thường để hình dung việc được gặp Đức Phật xuất thế khó như thế nào. Trong Diệu Pháp Liên Kinh Hoa có nói, khó gặp được Đức Phật giống như hoa U Đàm vậy. Theo Phật giáo, hoa U Đàm nở để báo hiệu Pháp Luân Thánh Vương, tức Kim Luân Vương, xưng là Di Lặc, xuất hiện ở nhân gian sẽ cai trị cải chính đạo đức thế gian. Thánh Vương sẽ tiếp nhận bất kỳ ai thuộc bất kỳ tôn giáo nào để cứu rỗi tất cả mọi người bằng lòng từ bi vô hạn. Những truyền thuyết về loài hoa thần thánh này được truyền rất xa xưa. Người ta luôn tin rằng vẻ đẹp thuần khiết tinh diệu của loài hoa U Đàm sẽ mang đến niềm lành hạnh phúc cho những ai có cơ duyên nhìn thấy chúng. Hoa U Đàm nở đầu tiên vào tháng 7 năm 1997 ở Hàn Quốc trên tượng Phật Như Lai và nở được 24 hoa. Và lần đầu tiên con nhận được hoa U Đàm cũng là 28 hoa. Trong Pháp hội Liên Hoa Pháp Sát có hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni, thưa Thế Tôn, Ngài nói tương lai sẽ có chuyển luân thánh vương hạ thế chuyển pháp, người ở nơi khác không biết thì làm như thế nào? Phật Thích Ca nói, khi hoa U Đàm Bà La nở rộ thì đó chính là dấu hiệu báo ấu rằng chuyển luân thánh vương đã tới. Sau khi đắc pháp, các con nhất định phải trân quý. Hoa này không phải là loài hoa của nhân gian, mà là loài hoa mang niềm lành theo cùng chuyển luân thánh vương. Các vị Phật khác nhau đều có biểu tượng khác nhau. Biểu tượng này là một loài hoa, một niềm lành báo trước một vị tu Phật chuyển pháp, pháp giáo hóa chúng sinh. Loài hoa này tại nhân gian 3.000 năm mới nở một lần, nhưng ở không gian khác thì phải cần thời gian lâu hơn mới có thể khai mở. Cho dù chúng ở đâu, gặp bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng gặp được chuyển luân thánh vương đều là sự tình phi thường, thủ thắng với những người khéo tích lũy thiện căn mới gặp được Ngài. Mục Thiên Liên nói, Thế Tôn có thể mở lòng từ bi để chúng con nhìn trước được một chút Bà La Hoa này được không? Đức Phật đáp, được thôi, ta sẽ dùng Phật lực để xem có thể đem loài hoa này đến được không. Nói xong, Phật Thích Ca Mâu Ni chìa tay ra, tay xuất hiện một đám hoa màu trắng, hoa rất nhỏ, thân rất dài. Đây là Bà La Hoa. Kinh Phật Vô Lượng Thọ cũng có ghi, con người sẽ phát hiện ra rằng hoa U Đàm là dấu hiệu tiên tri khai nở của hoa U Đàm. Một loại sự kiện hy hữu chỉ xảy ra 3.000 năm một lần, dấu hiệu thời kỳ Phật Pháp hồng truyền tại nhân gian để độ nhân bắt đầu. Cách Đàm Di Lục cũng có ghi, vua của các vua, tức Pháp Luân Thánh Vương, nhân gian gọi Ngài là Phật Di Lặc xuống thế và truyền Pháp, truyền Đại Pháp cho con người. Trên đây là một số thông tin con nêu ra ứng chứng về sự xuất hiện của Ngài Di Lặc Vương. Mọi người còn thắc mắc gì khi chính Đức Thế Tôn, Phật Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định? Vậy mọi người còn chờ gì? Chờ đến khi thể xác bị hủy, linh hồn vào hoạn ngục hết thì mới nhận ra hay sao? Còn mong rằng thêm ứng chứng chắc chắn và sắt thép như thế này thì mọi người mau mắn tu sửa và thay đổi tư duy của chính mình để nhận đâu là đúng, đâu là sai. Giêsu Maria Giuse, cầu Cha Trời Thượng Đế toàn năng thương cứu nhân loại chúng con, cầu Cha Trời Thượng Đế toàn năng tha tội cho nhân loại chúng con. Amen. Di Lặc Chơ Kinh. Nhất thiết chư Phật tùng lệnh Di Lặc Vương Phật, năng chiếu diệu quang, tiêu trừ nghiệp chướng, nhất tâm thiện niệm Nam Mô Di Lặc Vương Bồ Tát, năng cứu khổ ác, năng cứu tam tai, năng cứu tật bệnh, năng độ dẫn chúng sanh thoát chư nghiệp chướng,
tất đắc giải thoát. Hỗn luân thiên dưới quyền giáo chủ, Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên, tái sanh sửa đổi chân truyền, khai cơ tận độ cũ tuyền diệt vong. Hội Long Hoa tuyển phong Phật dị, cõi Tây Phan đuổi quỷ trừ ma, giáng linh hộ pháp Di Đà, chuyển cây ma sử đuổi tà trục linh, thâu các đạo hữu hình làm một, trường thi tiên Phật dược kiếp khiên, tạo đời cải giữ ra hiền, bảo sanh nóng giữ diệu quyền chí tôn. Đạo hữu của Cao Đài có nhận diện ra những câu từ của bài trên hay không ạ? À? Mình có ngẫm ra điều gì hay không? Bản thân của mỗi người đều nắm bắt và hiểu rất rõ về nội dung hàm ý ra sao, nhưng tại sao lại từ chối, tại sao lại xem thường ngôn từ của Phật Thích Ca Mâu Ni? Mình chờ cái gì ạ? À? Bản thân chúng ta học hỏi nhưng lại luôn chấp niệm cái cũ, muốn dậm chân tại chỗ mà không muốn bước tiến là vì lý do gì? Nhất thiết chư Phật tùng lệnh Di Lạc Vương Phật. Nhất định và cần thiết phải học theo Di Lạc Vương mới có được ánh sáng mà tiêu diệt nghiệp chướng. Nhất tâm thiện niệm sẽ giải thoát được khổ ải, giải được tam tai, giải được bệnh tật, giải trừ nghiệp chướng, và cuối cùng quan trọng nhất đấy là giải thoát. Hỗn ngôn thiên dưới quyền giáo chủ, Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên, tái sanh sửa đổi chân truyền, khai cơ tận độ cũ tuyền diệt vong. Dưới tình trạng rối bời hỗn độn thì sự tái sanh của Di Lạc Vương sẽ giúp cải tạo, chấn chỉnh lại, đi theo một cái đường lối và cái nề nếp. Hội Long Hoa tiễn phong Phật dị, cõi Tây Phan đuổi quỷ trừ ma, giáng linh hộ pháp Di Đà, chuyển cây ma sử đuổi tà trục linh. Đây cũng chính là thời điểm tiêu diệt cái ác, đẩy lùi quỷ ma, sự sàng lọc một cách mãnh liệt để mọi thứ trở về quỹ đạo của nó. Thâu các đạo hữu hình là một, câu này nếu ai theo dõi chương trình sẽ hiểu rất rõ. Nhà Di Lạc Vương không còn phân chia đạo này đạo kia mà trở về một mối đạo, đó là đạo giải thoát, và chỉ duy nhất hiện hữu đúng một đạo giải thoát mà thôi. Ngài Di Lạc Vương đại diện cha ở cõi thế, mọi người nhớ giúp con là đại diện cha ở cõi thế, phải học được cái hữu hình mới bước gần đến cái vô hình. Mọi người khinh khi từ chối bán bỏ người đại diện cha thì sự kính trọng cha mọi người để ở đâu? Mọi người có nhìn nhận ra tầm quan trọng về sự xuất hiện của Di Lạc Vương chưa? Con đã phân tích về giáo lý, về tiên tri, về sấm điển của Phật giáo rồi. Nay con phân tích sâu về lời kinh trong thiên đạo thế đạo của Cao Đài giáo để mọi người có thể hiểu hơn, thông tuệ hơn, để chính mọi người chọn cho mình con đường đúng nhất. Nếu thật tâm mọi người mong muốn tìm đúng người, đúng nơi, đúng pháp, chỉ cần cầu nguyện thành tâm niệm danh cha Giêsu Maria Giuse, con chắc chắn cha sẽ cho mọi người nhìn nhận được đâu là thật giả. Mọi người nhớ kỹ giúp con phải thật tâm cầu nguyện, thật tâm nhận diện chánh tà mới cho ta được cái kết quả thật nhất. Con mong rằng qua những lời này mọi người sẽ có cho mình hướng đi đầy đủ ánh sáng và tìm được sự giải thoát. Và nhớ giùm con, chỉ mình mới cứu được chính mình mà không ai làm điều đó thay mình được đâu ạ. Giêsu Maria Giuse, cầu cha trời thượng đế toàn năng thương cứu nhân loại chúng con, cầu cha trời thượng đế toàn năng tha tội cho chúng nhân loại chúng con. Amen.